Chiều ngày 9 tháng 9, liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ, mạng xã hội lan truyền bài viết cho rằng một ô tô con trong vụ việc được tìm thấy cách hiện trường 10 km. Nội dung bài viết còn thông tin chiếc xe con sau khi rơi từ cầu Phong Châu đã trôi xuống hạ lưu, trong xe có 4 người đều an toàn. Bài viết nhận được sự quan tâm chia sẻ lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông khẳng định nội dung trên là không chính xác, hiện lực lượng chức năng chưa có thông tin nào như vậy. Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc trong bài đăng xảy ra vào ngày 8 tháng 9 tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe con này chở mọi người đi ăn cưới và bị nước cuốn trôi. Với vụ sập cầu Phong Châu, nhà chức trách xác định có 13 người gặp nạn, trong đó có 3 nạn nhân đã được cứu vớt an toàn, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công tác cứu nạn cứu hộ những nạn nhân còn lại đang gặp vô vàn khó khăn do dòng nước chảy xiết. 9 năm người đã được cứu sống, đưa đến bệnh viện trong vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ vào sáng ngày 9 tháng 9. Số lượng nạn nhân đến nay chưa rõ, nhiều người có người thân di chuyển qua cầu đã túc trực mong chờ phép màu sẽ đến. Hy vọng mong manh lắm. Có mặt tại khu vực cầu Phong Châu, ngay khi có thông tin cầu sập, bà Dương Thị Hoa đứng ngồi không yên, thi thoảng lại hỏi lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn về việc đã trục vớt cứu được em trai hay chưa. Bà Hoa nói, em trai tên là Cường, 44 tuổi, làm nghề lái xe lộn năm, chắc chắn lại mấy đã bị rơi xuống cầu rồi, video đã ghi lại, định vị xe cũng đã xác định là xe ở dưới cầu, bây giờ không biết em ấy ra sao, bà Hoa kể trong tiếng khóc nức. Nghe lại, bà Hoa nói tiếp, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mà camera hành trình ô tô ghi lại là xe của em trai bà. Bà Hoa nói, vợ nó xem xong đã khóc ngất, đang ở trung tâm y tế gần nhà anh em họ hàng đã ở đây hết, mong chờ có một phép màu xảy ra, nhưng chúng tôi cũng biết, hy vọng ấy mong manh lắm. Còn chị Hồng cùng cậu con trai ngồi thất thân gần khu vực cầu Phong Châu, chốc chốc, chị lại nghe điện thoại thông báo tình hình cho người nhà. Chị nói chị Yến là chị dâu chị đã gặp nạn khi qua cầu sập. Chị Hồng nghẹn lại, nước mắt giàn ruộng. Chị Yến có ba con nhỏ, chị thường đi chợ buôn bán nhỏ. Bình thường ngày nào chị cũng phải đi qua cầu Phong Châu để đi chợ lúc chúng tôi nghe tin cầu sập đã nhanh chóng gọi cho chị yến nhưng thấy tắt máy tôi gọi cho các bạn cùng buôn bán ở chợ cho chị ấy cũng không được gọi cho gia đình cũng không được nghĩ chuyện chẳng lành nên tôi đi xe vòng qua bên này cầu để nghe ngóng qua video ghi lại được thì tôi đã nhìn thấy hình ảnh của chị đang đi trên cầu khi cây cầu bị sập đau xót quá Chị Hồng nói chắc chẳng còn hy vọng gì nữa, nước lũ đang về mạnh quá. Hy vọng đấy, nhưng nước lũ chảy xiết, chị lại là con gái yếu ớt, sao có thể qua khỏi. Còn ba con nhỏ của chị, giờ phải làm sao? Chị Hồng nước nở. Hội trần trực tuyến cấp cứu ba nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, hiện có 3 bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu, trong đó có một trường hợp chấn thương nặng là nam bệnh nhân 40 tuổi đi xe máy trên cầu, ngã rơi xuống nước do cầu sập, trôi xuôi dòng về hưng hóa, giặt vào bờ, được người dân vớt lên. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đầu, vết thương rộng càng chân trái 14-16cm, dị vật cát bẩn, sập nát, xe phổi nhỏ, ở thuy dưới phổi phải bệnh nhân đã được bệnh viện hữu nghị Việt Đức hội trần liên chuyên khoa hướng dẫn đội ngũ bác sĩ tuyến dưới xử trí các tổn thương cho người bệnh, tiếp tục theo dõi và có các phương án điều trị về thần kinh, tim mạch lồng ngực, chấn thương, tiêu hóa vân vân. Ngoài ra, có hai bệnh nhân khác đến viện trong tình trạng xây sức nhẹ cũng đang tiếp tục được theo dõi và động viên tinh thần tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông bệnh viện sẽ đảm bảo đường truyền telemedicine được kết nối thông suốt giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với các điểm cầu tại Phú Thọ, gồm Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, Trung tâm Y tế Lâm Thao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kịp thời hội trần tư vấn, hỗ trợ xử lý qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Theo ông Hà Ngọc Anh, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, khoảng 10 giờ 30 phút, đơn vị nhận thông tin sập cầu Phong Châu. Ngay sau đó, đơn vị đã huy động hai xe cứu thương cùng đội ngũ y bác sĩ có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông tiếp nhận hai nạn nhân và đưa về đơn vị điều trị. Đến nay, sức khỏe của hai nạn nhân này cơ bản là ổn định. Đến khoảng 10 giờ 45 phút, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông tiếp nhận thêm nạn nhân Nguyễn Trường Sơn, chú huyện Tam Nông, Phú Thọ. Ông Ngọc Anh thông tin, trong lúc cầu sập, anh Sơn đi xe máy bị rơi xuống sông Hồng. Trong lúc đang bơi trên sông, anh Sơn có bám vào được cây chuối, rồi được người dân đi thuyền ra cứu giúp. Hiện anh Sơn sức khỏe ổn định. Như vậy đến nay xác định là có 5 người đã được cứu trong vụ sập cầu. Mong một phép màu đến với nữ sinh ở Đắk Nông. Ngồi mong tin cháu gái từ 11 giờ trưa tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, bà Đinh Thị Mai, huyện Tây Sơn, Phú Thọ, cho biết sáng nay cháu ruột của bà đang là một trong những nạn nhân của vụ sập cầu Phong Châu, hiện vẫn chưa tìm thấy cháu. Bà Mai cho biết, cháu gái bà là Nguyễn Hà Chi, 19 tuổi ở Đắk Nông, mới về Phú Thọ là quê nội, chơi được mấy ngày. Đến sáng nay, cháu được một người bạn ở huyện Tam Nông qua đón đi thành phố Việt Trì chơi lúc 9 giờ sáng để hôm sau về lại Đà Nẵng học tập. Đến khoảng hơn 10 giờ, bà Mai lên mạng thì thấy có thông tin cầu phong châu bị sập. Lúc này tôi liền linh cảm và gọi điện cho cháu hỏi xem cháu đã đi qua cầu chưa, nhưng điện thoại của cháu đã không thể liên lạc được, cho đến bây giờ vẫn không có tín hiệu bạn đi cùng cháu cũng vậy, bà Mai nghẹn ngào nói. Theo bà Mai, khi được xem camera hành trình, từ công an cung cấp xác định 95% là cháu đã bị ngã xuống lúc dập cầu. Bà Mai nói tôi hy vọng phép màu sẽ xảy đến với cháu, mong cháu sẽ trôi giạt được vào đâu và được người dân vớt được cháu. Tôi chỉ mong là như thế. Hiện mẹ của chị cũng đang bay từ miền Nam ra, gia đình em gái tôi cũng đã rất sốc. Giờ tôi chẳng biết làm gì, ngoài chờ đợi một phép màu. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ vừa tiếp nhận 3 nạn nhân đầu tiên trong vụ sập cầu phong châu Phú Thọ. Các bệnh nhân đã được đưa đi chiếu chụp, xét nghiệm, hiện sức khỏe đã ổn định. Ông Phan Trường Sơn, 50 tuổi, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, là một trong ba nạn nhân trên, kể lại thời điểm xảy ra vụ việc. Ông thấy cầu rung lắc và cho rằng do phương tiện trọng tài lớn đi trên cầu bất ngờ cả người và phương tiện bị rơi xuống gần đáy sông. Ông lấy hết sức để ngoi lên mặt nước nhưng luôn nghĩ là mình không thể sống sót vì nước chảy rất mạnh. Người này cố bơi vào bờ, may mắn thì bám vào được một cây chuối và được người dân đi thuyền ra cứu. Bệnh nhân Sơn bị chấn thương phần mềm tỉnh táo nhưng tâm lý hoảng loạn lo lắng. Ngoài ra, hai bệnh nhân khác vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm đã tự đi lại được theo đại diện trung tâm y tế tam nông đơn vị cử hai đội cấp cứu cơ động hai xe cứu thương đến hiện trường mang đầy đủ thuốc vật tư cáng bình oxy v v để sẵn sàng ứng cứu xử trí khoa hồi sức tích cực dồn toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây sang phòng khác để sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân liên quan đến vụ sập cầu phong châu vào cấp cứu theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn long an giám đốc trung tâm y tế huyện lâm thao hiện đơn vị chưa tiếp nhận cấp cứu nạn nhân trong vụ sập cầu phong châu cơ sở y tế này đã điều động nhân viên y tế và xe cứu thương đến hiện trường để trực cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ ban lãnh đạo cho biết khoa cấp cứu chưa tiếp nhận nạn nhân nào trong vụ sập cầu đơn vị đã cử hai kíp bác sĩ cùng xe cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao bất ngờ sập, trên cầu có nhiều phương tiện giao thông đi lại. Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Phú Thọ, vụ sập cầu khiến 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người rơi xuống sông nước cuốn trôi. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng ở Phú Thọ bị sập, lực lượng chức năng đang xác định người và xe bị rơi xuống sông. Những người may mắn thoát nạn vẫn băng hoàng, không tin vào sự thật và ám ảnh khoảnh khắc lúc cầu bị sập. Theo clip được mọi người ghi lại, ông Phan Trường Sơn ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ, rơi xuống sông khi đi qua cầu Phong Châu và hiện đang điều trị ở viện cho biết. Khi cầu bị sập, cả ông và xe rơi xuống sâu đến gần đáy sông. Ông lấy hết sức để ngoi lên trên mặt nước ông sơn nói khi ngoi lên mặt nước tôi xác định là không sống được lúc đi trên cầu tôi nghe rình rình nghĩ trong đầu xe gì mà đi nặng như vậy hóa ra là nhịp cầu rơi xuống chưa kịp phản xạ thì đã thấy người ở dưới nước rồi tôi bơi được một đoạn liền với được cây chuối rồi có người cứu lên lúc đó tôi đi trên cầu về phía huyện lâm thao anh Nguyễn Minh Hải cũng may mắn thoát nạn khi rơi xuống sông vào sáng nay. Đây là lần thoát chết thứ hai vì lần trước anh từng bị điện giật, rơi từ tầng 2 xuống. Anh Hải nói, hiện bác sĩ đang băng bó vết thương cho tôi và tôi sẽ kể lại khoảnh khắc đó khi bình tĩnh hơn. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, Phú Thọ. Cầu có kết cấu bằng thép, dài gần 380 m được khánh thành hồi tháng 7 năm 1995 cầu hư hỏng và xuống cấp nặng sau nhiều năm sử dụng cũng như số lượng lớn xe trọng tải nặng đi qua. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa, đến tháng 9 năm 2019, tỉnh Phú Thọ yêu cầu cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này.